À, xin chào, đây mình thu vô cây đàn AS510 NS của CORT AS510. Trường nó khoảng 2.8 triệu, 2.9 triệu đàn mới. Chỗ mình bán qua sử dụng cái đàn này khoảng 95%. Đàn cũng khá là ok, khá là đẹp. Cái này chỗ mình bán ra 1.9 triệu các bạn. Tiếng khá là chắc, các bạn học finger hay là học đệm hát đều ok. Đàn còn khá mới, 95%. À, xin cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn cần thì có thể liên hệ mình, nhắn tin, Zalo, Facebook. Này có thêm cái bao da ha. Cảm ơn các bạn.